Anh ơi đừng chạy là phiên bản remake lại của Thượng Ẩn với sự tham gia diễn chính của Từ Bân và Trương Quýnh Mẫn. Dẫu được làm lại từ một tác phẩm bất hủ trong lòng khán giả, thế nhưng sau khi lên sóng, Anh ơi đừng chạy đã thể hiện tốt sức hút của mình khi được đón nhận rất nhiệt tình. Nấy bối cảnh những năm 2006, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật Ngô Bỉ và Tô Ngữ. Hai người tưởng chừng là những người anh em thân thiết, nhưng trên thực tế lại là mối quan hệ ngụy huỳnh đệ. Nội dung hấp dẫn cùng diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên chính được khán giả đánh giá rất cao. Chemistry của cặp đôi cũng siêu tuyệt vời, là một trong những tác phẩm rất thành công năm 2023. Mới đây, thông tin về việc khởi quay phần 2 của bộ phim đã được tung lên khiến cho cộng đồng mạng lập tức sụp sôi. Dự án này đã được duyệt qua rất nhiều cấp và chuẩn bị khai máy vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, hai diễn viên ở phần 1 sẽ không tham gia, mà thay vào đó là diễn viên Trung Quốc và Thái Lan hợp tác. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.